là lựa ra từng loại khác nhau hả? Lựa ra từng loại khác nhau hả? Có một loại mà một loại đó. Sao chứ cũng có một loại tại vì được. Quay đâu biết không? Con biết không? Rồi để chúng nó chúng nó cũ ra chị nha, để cũ quay cho. Ủa chế bắt đầu từ mấy giờ chế? Sáng sớm đây giờ lát mày chở cho Du được không? À được được, Du nó dặn mua 20 kg anh 5 kg rồi rồi để em chở cho không? Thì ổng kêu em chở đó. Khoảng tới mấy giờ là xong rồi Hiệp? Ừ, rồi rồi. Chu mà đi coi ba tôm này đứng coi gì. Coi nó thì trời mấy tuổi rồi he? Đây là 4 tuổi rồi. Tuổi hả? Ủa he, cái này là tôm chết hả? Tôm hào chết á. À sao anh thấy nó chết ở trên cũng không ít đó trời. Ờ nó chết nhiều lắm rồi. Cái con luôn. Đây là khu vực tôm chết để riêng nè. Ở đây bà con thí công với nhau không vậy? Đây là các chủ dựa nuôi tôm. Em quay hết ở ngoài rồi. Lên đài. Nó đổ một đống nè, lửa nè, quay nữa. Đi nó phá lên đài vậy, nó phá lên. Đâu. Quay rõ coi. Ừ. Cười cái. Nghe cười. Người ta em quay hết rồi. Quay thằng ngủ luôn. Đang ngủ nè. Quay đang ngủ luôn rồi. Ủa anh gửi này mình chở là ra đâu ta? Chở ra đầu lộ. À đầu lộ rồi
xe lên ấy luôn hả? Lại đấy. Lên xe. Dạ. Lên xe đi Sài Gòn luôn. Ừ. Dạ. Mấy con nhỏ nhỏ đó là con gì trời? Con này ăn ngon, con này giáo. Giáo hả? Ừ. Chứ không phải tôm. Ủa gì nó sinh riêng hay sao, hay là mình nuôi? Thì nó thiên nhiên nó tự có. À tự có đó hả? Ừ. À. Tự có mà với cá rồi đó. Ồ. Ô cá đó cá gì ta? Nhỏ nhỏ. Cá bóng nè, cá bóng là con ngon. Cá đó ăn mới đã nha. Rồi con đó chết rồi. Con này bỏ thôi. Đây là cơm chuẩn bị cho các cô bác để mà cô bác ăn nè quý vị. Khi mà làm thí công với nhau. Muốn rồi chưa? Dạ sắp xong rồi. Dạ được rồi để con ấy. Ủa, chút nó mới bắt đầu ăn mà phải không tôi? Chút nó mới ăn hả gì vậy? À dạ. Dạ chút nó con ăn. Đói không? Đói chứ kiếm đồ chén ăn đi. Bên nhà mình có ai ở trong mà lấy. Má cửa rồi. Má ơi. Ừ.
mét trong rồi bốn treo lên cục điện.
Cá mà. Thầy không muốn cá đi, cá lạnh mà.